Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái món đó là cá đuối hấp mỡ hành ha. Cái nguyên liệu của nó gồm cá đuối nha các bạn. Các bạn mua cá đuối loại nhỏ này, cá đuối biển loại nhỏ này cũng được, hoặc là cá đuối loại lớn cũng được. Nhưng mình thấy cái con cá đuối này nó ăn ngon hơn nên mình mua con cá này ha. Thì mình sẽ ướp nó với tỏi băm nè, đầu hành sắc nhuyễn nè, ớt nè, hành tím sắc nha, một ít củ hành tím để chúng mình hấp nó nè. Còn ở đây là hành các bạn, cái này thì gốc hành tím mình hấp nó, mình bỏ nó lên trên. Còn đây là lá hành, thì mình cái lá hành này mình dùng để làm cái mỡ hành ha. Bây giờ mình ướp các thứ lại với nhau, mình trộn lại nè. Đó, mình trộn lại rồi muối nè, bột ngọt, tiêu nè, đó mình trộn lại để mình ướp cái con cá nha. Mình ướp cho con cá nó thấm. Bây giờ mình ướp hết cái gì ha, để mình làm mỡ hành. Chuẩn bị một cái tấm thớt ha, một ít hành, rồi mình cắt hành nha các bạn. Hành thì mình rửa sạch nha. Mình cắt nhỏ nhỏ như thế này. Rồi sau đó mình cho nó vào cái chén nha. Thì sau khi mình cắt hành xong đó các bạn, để làm mỡ hành xong á, thì con cá nó đã thấm rồi ha. Mình ướp nó khoảng 15 đến 20 phút thì mình bỏ vô một cái sửng hấp để mình hấp con cá nha các bạn. Đó, tiếp đó là các bạn bỏ cái củ hành lên nha, ớt. Có cái củ hành thì nó sẽ thơm ha các bạn. Có hành tím thì nó sẽ thơm. Tiếp nữa là cái đầu hành nha. Thì bây giờ mình bỏ vào mình hấp nha. Hấp vào khoảng, con cá này khoảng tầm 15 đến 20 phút thì nó chín nha các bạn. Sau đó mình tiến hành làm mỡ hành. Bây giờ thì mình bỏ con cá vào một cái son ha các bạn. Rồi mình hấp nha. Đó, mình hấp cách thủy nha. Để ăn với cá đuối hấp nha các bạn. Các bạn giúp mình 2 muỗng đường. Tiếp đó là 4 muỗng nước. Nước ấm nha các bạn. Cái đó là 2 muỗng cà phê nước mắm ngon ha. Tiếp nữa là chanh nha các bạn. Chanh các bạn bỏ hạt giúp mình ha. Bỏ hạt. Vậy bây giờ mình sẽ quậy cái nước mắm này lên nha, cho nó tan hết cái lượng đường ở trong đây.
Thì cái món cá đuối hấp mỡ hành này đó các bạn ơi, mình sẽ ăn kèm với nước mắm chua ngọt, rau sống, bánh tráng, có thể là mình cuốn bánh tráng cũng được ha. Bún rau sống, khế, chuối chát, dưa leo đó, một ít rau sống. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn, chị sẽ hướng dẫn cái cách hấp cá đuối ăn với mỡ hành trước nha các bạn. Đường bây giờ nó cũng đã tan rồi đó các bạn. Tiếp đó là mình bỏ tỏi vào nha. Tỏi mình sắc băm nhuyễn đó các bạn. Mình khuấy lên một cái ha. Cuối cùng là mình bỏ ớt. Và bây giờ thì mình đã có được cái chén nước mắm chua ngọt rồi đó các bạn. Nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Thì đây là cái phần cá đuối mình đang hấp ở trên bếp ha. Mình đậy nắp lại ha các bạn. Rất là nóng nên nó bay hơi lên nè. 15 phút nữa thì nó sẽ chín. Các bạn ơi, cái phần cá đuối hấp á, mình đã xong rồi nè. Đó. Nó còn nóng lắm, nó còn bốc hơi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đem nó ra. Hồi nãy mình quên nói với các bạn là nếu mà mình có tiêu xanh á, mình bỏ vào một nhánh hai nhánh cũng được ha các bạn. Đó. Giờ mình đem ra đĩa ha, mình ăn với mỡ hành. Bây giờ thì mình chuyển sang làm mỡ hành ha các bạn. Mình cho một cái chảo nóng. Rồi mình bỏ dầu vào. Mình đợi dầu nóng thì mình bỏ hành vào nha. Bây giờ thì dầu nó đã nóng rồi đó các bạn, mình cho hành vào nha. Tắt bếp nha các bạn, đảo đều lên. Thế là mình có được cái món mỡ hành. Cái con cá đuối đó các bạn, mình đã hấp xong rồi, mình bỏ nó ra đĩa rồi nè các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ rưới cái mỡ hành lên nha. Trong nó thật là hấp dẫn ha các bạn. Tiếp nữa thì mình cho một ít hành phi vào ha. Nếu mình không thích ăn hành phi thì mình có thể cho đậu phộng cũng được nha các bạn. Đó, thì bây giờ xin mời các bạn cùng ăn với mình.